Chiến thần ở rễ Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, chương 2786 đến chương 2790. Nơi này là thánh cung, người không có phận sự không được phép đi vào. Dương Thanh cùng Lệ Trần vừa mới chuẩn bị tiến vào thánh cung liền bị hai tên cường giả có cảnh giới siêu phàm nhất cảnh đỉnh phong chặn lại đường đi. Hai người đều là một mặt địch ý nhìn bọn họ chằm chằm. Lệ Trần vội vàng nói ra: "Ta là Lệ Trần, tông chủ của Ma Tông, tìm cung chủ các ngươi có việc." Nghe thấy như vậy, hai tên thủ vệ của thánh cung đều là một mặt kinh ngạc. Ngũ đại thế lực đỉnh tiêm của Ma Sơn trước kia đều là độc lập riêng phần mình. Dưới tình huống bình thường, tông chủ của các thế lực lớn sẽ không tùy ý bước vào thế lực khác. Lệ Trần thân là tông chủ của Ma Tông, vậy mà tự mình đến thăm sao? Trong lúc nhất thời, hai cường giả đều như lâm đại địch. Lệ Trần. Đúng lúc này, Bùi Thiên Âm đi đến, lạnh lùng nhìn về phía Lệ Trần nói ra: "Đến thánh cung của ta là muốn làm cái gì?" Lệ Trần nhìn về phía Bùi Thiên Âm, bên trong ánh mắt của ông tràn đầy vẻ phức tạp. Trước đó Ma Tông gặp phải đại địch, Bùi Thiên Âm đã liều lĩnh trợ giúp, hiển nhiên trong lòng nàng vẫn còn có ông. Rất nhanh, Lệ Trần ném đi tạp niệm trong lòng, mở miệng nói ra: "Thiên Âm, chúng ta là đến tìm Tuyết Nữ." Bùi Thiên Âm lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói ra: "Tuyết Nữ, kỳ thực các ngươi không phải muốn gặp liền có thể gặp được. Nơi này là thánh cung, không chào đón người Ma Tông, các người cút đi." Lệ Trần trong lòng cảm thấy bất lực. Ông cũng rõ ràng bây giờ chỉ có thể trấn áp nội hạch của Long Mạch trong cơ thể Mã Siêu, sợ là chỉ có thể thông qua Tuyết Nữ mới có được cực hàn chi vật. Ông vội vàng nói ra: "Thiên Âm, chúng ta tìm Tuyết Nữ có chuyện phi thường trọng yếu, cũng xin nàng đừng ngăn cản, cút." Bùi Thiên Âm không chút nào khách khí, hướng về phía Lệ Trần gầm thét một tiếng. Dương Thanh lông mày lập tức nhíu lại. Tình huống hiện tại của Mã Siêu phi thường nguy cấp, có thể nói mỗi một giây chậm trễ, nguy hiểm cũng sẽ tăng thêm một chút. Bọn họ chỉ là đi tìm Tần Y, vậy mà liền bị ngăn cản. Lệ Trần cũng rất rõ ràng tính tình của Bùi Thiên Âm. Ông trầm giọng nói ra: "Thiên Âm, thật có lỗi." Sau khi ông ta nói xong, một cổ cảnh giới ma đạo cường đại trực tiếp từ trên người phóng thích mà ra, nháy mắt đã đem Bùi Thiên Âm cùng một đám cường giả cầm đầu của thánh cung đều bao phủ. Bùi Thiên Âm lập tức sắc mặt đại biến, nổi giận nói: "Lệ Trần, ông muốn làm cái gì?" Lệ Trần lúc này mới hướng về phía Dương Thanh nói nhanh: "Nhanh lên, đi tìm Tuyết Nữ." "Được." Dương Thanh không nói hai lời, dưới chân khẽ động, hướng thẳng đến bên trong thánh cung vọt vào. "Làm càn!" Bùi Thiên Âm lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng, liền hướng về phía Dương Thanh vọt tới. Chỉ là nàng vừa mới chuyển động, liền đã bị Lệ Trần ngăn trở đường đi. Bùi Thiên Âm mười phần phẫn nộ, trong mắt đều như thể phun ra tia lửa, phẫn nộ quá lớn: "Lệ Trần, ông có biết mình đang làm cái gì hay không?" Mặt mũi Lệ Trần đều là tràn đầy dây dứt, một mặt chân thành nói ra: "Thiên Âm, ta biết nàng hận ta, ta làm như vậy sẽ chỉ làm cho sự thù hận của nàng đối với ta càng sâu thêm. Nhưng là lần này ta thực sự không có cách nào, chúng ta nhất định phải tìm tới Tuyết Nữ, thật phi thường có lỗi." Bùi Thiên Âm cả giận nói: "Lệ Trần, ông thực sự cho rằng Bùi Thiên Âm ta dễ bị ức hiếp như vậy hay sao? 50 năm trước ông đã phụ lòng ta, bây giờ ông vậy mà dẫn người tự tiện xông vào thánh cung của ta nữa sao?" Lệ Trần trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, như là hiện tại tính mạng Mã Siêu đang như ngàn cân treo sợi tóc, ông đã không thể để ý tới nhiều như vậy. Thấy Lệ Trần không nói lời nào, Bùi Thiên Âm hai mắt đỏ bừng nói ra: "Thiệt thòi cho ta, trước đó còn dẫn người tới trợ giúp Ma Tông, không nghĩ tới ông không chỉ không biết điều mà còn lấy oán trả ơn như thế. Đã như vậy, vậy ta tuyên bố, kể từ hôm nay, ta Bùi Thiên Âm cùng Lệ Trần ông không đội trời chung, đời này sẽ luôn đối địch với ông." Tiếng nói vừa dứt,
một cổ khí tức võ đạo bạo ngược trực tiếp từ trên thân Bùi Thiên Âm bùng phát. Lệ Trần sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nói: Thiên Âm, đừng! Lúc này Bùi Thiên Âm đang cưỡng ép đột phá, nhưng là Lệ Trần cũng rất rõ ràng, mặc dù nền tảng võ đạo của Bùi Thiên Âm phi thường tốt, khoảng cách bước vào thiên cảnh cũng chỉ cách có một bước, nhưng là muốn đột phá nhất định phải làm tốt hoàn toàn mọi sự chuẩn bị. Bây giờ thì Bùi Thiên Âm vì cùng ông chiến đấu lại muốn cưỡng ép đột phá, một khi thất bại, căn cơ võ đạo của Bùi Thiên Âm liền sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Âm âm, trên không trung của thánh cung nháy mắt mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một đám cường giả của thánh cung trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ chấn kinh. Cung chủ, đây là muốn đột phá hay sao? Có lẽ là bởi vì kết giới giữa cổ võ hạ giới cùng giới thế tục đã vỡ vụn nên linh khí tại giới thế tục đã nồng đậm hơn rất nhiều. Vì vậy thiên uy trên không trung thánh cung cực mạnh. Cho dù là Lệ Trần cũng không dám nói, nếu như là thời điểm lúc trước chính mình đột phá, nếu gặp được thiên kiếp cường đại như thế này mà có thể gánh vác nổi. Bùi Thiên Âm vốn cũng không có làm tốt sự chuẩn bị đột phá, bây giờ lại nghênh đón thiên kiếp cường đại như thế, nàng có thể chống đỡ được hay sao? Lệ Trần mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói ra: Thiên Âm, nhanh dừng lại đột phá, nàng còn chưa có chuẩn bị kỹ càng, một khi thất bại, căn cơ võ đạo của nàng liền triệt để phải hủy bỏ à. Chỉ là Bùi Thiên Âm lúc này trong mắt chỉ có lửa giận, hoàn toàn không nghe lời nói vừa rồi của Lệ Trần, cưỡng ép dẫn thiên kiếp tới. Thiên kiếp mặc dù còn chưa ập xuống, nhưng trên không trung thánh cung mây đen cuồn cuộn, còn có sấm sét kinh thiên động địa, mang đến cho phiến thiên địa này uy áp võ đạo cực mạnh. Tất cả mọi người lập tức lùi ra phía sau. Có cường giả của thánh cung vội vàng lớn tiếng rống lên. Thiên kiếp cường đại như thế, cường giả bình thường căn bản liền gánh không nổi, cho dù là dư chấn của thiên uy cũng gánh không được. Âm âm, trong lúc đó một luồng sấm sét chói mắt từ phía chân trời xẹt ngang hướng thẳng đến Bùi Thiên Âm bổ xuống. Không tốt! Lệ Trần sắc mặt lập tức đại biến, ông muốn lao ra, thế nhưng là ông vốn là cường giả thiên cảnh, nếu là thực sự đi trợ giúp Bùi Thiên Âm ngăn cản thiên kiếp thì uy lực của thiên kiếp sẽ chỉ càng mạnh hơn mà thôi. Ông có thể gánh vác được, nhưng Bùi Thiên Âm có thể gánh vác được hay sao? Tại bên trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, đạo kình lôi thứ nhất trực tiếp từ trên đỉnh đầu Bùi Thiên Âm đánh xuống, xuyên qua toàn bộ thân thể của nàng. Phụt! Bùi Thiên Âm lúc này phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Công chủ! Người của thánh cung đều là sắc mặt đại biến. Lúc này mới chỉ là đạo thiên lôi thứ nhất của thiên kiếp, cũng là một đạo thiên lôi có uy lực yếu nhất của thời điểm độ thiên kiếp, liền đã để cho Bùi Thiên Âm nhận trọng thương. Thiên lôi đến tiếp sau đó sẽ chỉ càng lúc càng mạnh hơn. Bùi Thiên Âm thực sự có thể gánh vác được hay sao? Lệ Trần song quyền siết chặt, ngẩng đầu nhìn về phía sấm sét trên không trung thánh cung, mặt mũi đều là tràn đầy vẻ lo lắng. Ông biết hiện tại ông cái gì đều giúp không được, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào một mình Bùi Thiên Âm đến tiếp nhận cái thiên kiếp này. Nếu là ông cưỡng ép tham gia sẽ chỉ khiến cho thiên kiếp mạnh lên mấy lần. Coi như ông thực sự có thể kháng trụ toàn bộ đều vì Bùi Thiên Âm, nhưng Bùi Thiên Âm có nguyện ý tiếp nhận hay không? Một người độ thiên kiếp chỉ có thể trải qua thiên kiếp hoàn chỉnh mới có khả năng xem như vượt qua thiên kiếp thành công. Nếu là ông thay Bùi Thiên Âm kháng trụ thiên kiếp của Bùi Thiên Âm sẽ không hoàn chỉnh, coi như cảnh giới võ đạo có phá vỡ mà bước vào thiên cảnh thì thành tựu võ đạo cả đời này sợ là cũng liền dừng bước tại cảnh giới nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ. Âm âm, đúng lúc này đạo thiên kiếp thứ hai đập xuống. Thiên kiếp ập thẳng vào trên người Bùi Thiên Âm, nháy mắt Bùi Thiên Âm lại lần nữa phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm trắng bệch,
thân thể đều lung lay sắp đổ. Thiên Âm! Lệ Trần một mặt không cam lòng hét lên. Bùi Thiên Âm thân thể đơn bạc, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể đổ xuống. Đạo thiên kiếp thứ hai liền đã khiến thương tích của Bùi Thiên Âm trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lệ Trần phi thường rõ ràng Bùi Thiên Âm tuyệt đối không có khả năng chịu được đạo thiên kiếp thứ ba. Nếu là đạo thiên kiếp thứ ba rơi xuống, Bùi Thiên Âm hẳn phải chết không nghi ngờ.